Mật ong anh em trên bản vừa mới mang về, con ong vẫn còn sống nguyên. Ở đây đang là cái mùa đầu mùa ong khoái đấy. Đây, đang là cái đầu mùa ong khoái, tổ này cực kỳ đẹp, mắt vít nắp. Ok, một lát nữa thì mình sẽ gửi cái tổ này đi.